Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nhiều người đã tạo cho mình một cái vỏ bọc coi như là sang chảnh, đầy mùi tiền cũng như là đầy sự giàu sang mà gọi là ảo. Cho nên cả đời vẫn vất vả. Có thể nói rằng là đây là những thứ mà những người chưa gọi là giàu, hay mình gọi nôm na là những người nghèo đó, sẵn sàng chi tiêu ra. Coi như thậm chí là đi vay nợ để sở hữu những cái thứ này, như là một cái căn nhà cho sang chảnh, cái xe cho sang, đồ trang sức cao cấp hay là hàng hiệu. Nhưng mà bạn có biết rằng đó là những cái chiêu trò mà hiện nay người ta dùng nó để làm đòn bẩy, để đẩy thật sự cho người ta tham, người ta rơi vào những cái bẫy tài chính. Chứ thật sự những người giàu trên khắp thế giới, người ta sẽ không có bỏ tiền ra mua cái này đâu. Chỉ những người nghèo, những người mà chúng ta không hiểu biết á, chứ nói ngu thì không đúng, là dính vào những cái chỗ này. Bạn có tin là cái ông tỷ phú của hãng Tesla đó, ông chẳng có mua cho mình một căn nhà riêng đó, bạn tưởng tượng đi. Bây giờ nói về nhà đó là cái thứ đầu tiên nè các bạn. Thì ai không muốn là có mình một căn nhà lộng lẫy, một căn nhà lớn đúng không? Nhưng xin thưa các bạn á, là cái giới giàu có thì sẽ không chọn cái câu là cuộc sống là phải tậu châu nè, lấy vợ là làm nhà. Đó là lý do mà cuộc sống của nhiều người chỉ quay quanh cái việc làm sao xây dựng cho mình một căn nhà to, một nhà lớn, thậm chí là không dừng lại cho đến khi con cái lớn lên. Họ tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian, sức lực để chi trả cho những căn nhà, cũng như là để trả cho cái khoản nợ rất lớn mà thu nhập của họ dồn vào đó hết. Nhất là ở những xứ tư bản như ở Mỹ thì mua nhà chỉ có là mệt đến mỏi thôi các bạn. Trả góp nè, đó là cái tiền lãi rất là cao, thậm chí là tiền thuế nè, gọi là property tax á, rồi tiền bảo hiểm nè, tiền bảo trì, ôi nhiều thứ trên đời kinh khủng lắm. Rồi tiền thậm chí là trả cho những cái tiền hoa tùm lum hết các bạn. Thì các bạn biết rằng nhà cửa đó, đất đai á, nếu mà hiểu đúng nó là bất động sản. Nếu mà mình hiểu biết nó thì mình có thể mua nó để kiếm lời khi nó tăng giá. Nhưng mà thời buổi nay thì bạn nên cẩn thận về bất động sản nha, tại vì không hiểu biết là chết á. Bạn biết như ông tỷ phú Warren Buffett á, ông vẫn sống trong một căn nhà rất là khiêm tốn mà ông mua năm 1958. Căn nhà của ông rất là nhỏ ở Nebraska. Ông mua lúc đó chỉ có 30.000 đô, nhưng bây giờ ông bán ra trị giá là tới 650.000 đó các bạn. Mua như vậy thì nên mua. Thậm chí là ông tỷ phú Mexico á, ông có một số tài sản ước tính là 50 tỷ đô, nhưng mà ông vẫn sống trong một căn nhà rất là khiêm tốn, tránh xa những thứ đắt đỏ. Coi như người đã sáng lập ra cái chuỗi quần áo như là Lazada cũng sống trong một căn nhà rất là bình thường ở Tây Ban Nha. Cho nên những người giàu thực sự, bạn tìm hiểu đi, họ không có giống như những gì chúng ta thấy trên mạng đâu. Trên mạng là sống ảo á, nhất là những cái giới showbiz show chậu á, cẩn thận, đôi khi họ vay tiền họ mua đấy. Rồi tiếp theo nữa đó là xe hơi sang chảnh các bạn á. Tôi không biết từ lúc nào cái chuyện mua xe hơi sang lại là thước đo của nhiều người đó. Những người giàu có thực sự, bạn thấy như Bill Gates đi, ông đi chiếc xe rất là tầm thường thôi. Như là ông chủ Facebook đi, ông chỉ lái một chiếc Ford Veyron với hộp số sàn, và ông không quan tâm rằng là nó sẽ thể hiện ông là giàu hay không giàu. Trong khi đó đó, những người nghèo á, những người bình thường á, thì lại coi cái việc đi xe sang chảnh đắt tiền là cái việc để nâng cao lòng tự trọng của mình, cho nên họ sẵn sàng đi vay nợ để mua được nó. Và đó là một sự sai lầm. Người giàu thì không mua những xe sang đâu các bạn. Thì bạn thấy rồi đó, nhiều cái chuyện mà các đại gia Việt của mình á, mình thấy chỉ đại gia Việt mình á là có bộ sưu tập hàng đống xe siêu sang, nhất là Rolls Royce. Nhưng bạn thấy rồi thì hàng loạt dính vô vấn đề lao lý. Và chưa kể là nhiều người mua xe là khổ sở gì đó đó nha, bảo hiểm rồi phí bảo dưỡng nhiều thứ lắm. Cho nên mua này là căng đó. Rồi hai thứ đó là hai thứ lớn đúng không? Rồi bây giờ cái này mới quan trọng nữa các bạn. Đó là những cái đồ gia dụng mắc tiền, hoặc là đồ điện tử.
Nhiều người bây giờ là cứ nghe người ta nói là phải mua cái thứ này thì ngôi nhà của mình mới gọi là thông minh, nhà của mình mới thực sự là xịn sò. Nhưng mà biết là những người giàu ngửa tiền họ không có mua những thứ đó đâu. Đó, nếu như mà những cái thứ mà sản phẩm đồ gia dụng mà họ vẫn hoạt động được á, họ vẫn dùng tới nó. Họ không phải tập trung vào nó quá nhiều mà họ tập trung vào những thứ để có thể kiếm ra được tiền. Trong khi những người có thu nhập thấp hoặc trung bình là sẵn sàng đi vay tiền để mà sở hữu những thiết bị đời mới nhất như là đồ lò nướng hay là những thứ thông minh, tủ lạnh, nhân dân các thứ các bạn, nó không cần thiết. Tôi đã thấy cái chuyện mà nhiều người đi vay những cái tiền mà để mua đồ tiêu dùng, nhất là Việt Nam mình đó, cẩn thận nha. Rồi tiếp theo nữa đó là cái này thì có nhiều người hỏi tôi thì trả lời thẳng luôn các bạn. Họ bảo rằng nếu như anh có đủ tiền hoặc là nhiều tiền, anh có sẵn sàng bỏ tiền mua một cái vé máy bay hạng thương gia để bay từ Mỹ về Việt Nam hay không? Xin thưa các bạn, một cái vé thương gia lên tới có thể 8.000, 10.000, thậm chí là hơn cả chục ngàn. Trong khi một cái vé máy bay thường bay từ Mỹ Việt Nam chỉ có khoảng 1.000, 3, 1.500 đổ lại thôi. Tôi chỉ đi từ 1.500 đổ lại thôi. Tại sao vậy các bạn? Nói thật các bạn, những người chi tiêu giỏi trên khắp thế giới họ đều muốn đi du lịch một cách khiêm tốn, ngay cả khi mà họ có cái khả năng tài chính để chi trả nhiều hơn đó. Ví dụ như bạn thấy cái ông mà sáng lập cái IKEA đó, đấy, tin rằng đó là cái hạng thương gia là một điều xa xỉ không cần thiết đó. Tất cả nhân viên của hãng, dù là sếp lớn hay là nhân viên, đều họ đi hạng phổ thông và ở trong khách sạn rất bình thường. Trong khi mà tôi thấy có nhiều người bây giờ thu nhập cũng không phải là khủng khiếp như vậy, mà họ chi tiền ra để mua vé thương gia, để chi để quay YouTube đăng lên để thể hiện mình xịn sò, để làm gì? Không cần thiết như vậy. Nhưng bản thân tôi có thể dùng số tiền đó thay vì bỏ 8.000 ra để mua cái vé thương gia, thì tôi chỉ cần bỏ ngàn mấy, tôi dư được 6.000. Với 6.000 đó tôi có thể đi chơi được 6 lần ở những nơi khác, hoặc là nếu không đi chơi thì tôi dùng 6.000 đó tôi có thể đi giúp đỡ những người khác. Ví dụ như vô những cái bệnh viện ung bú hoặc là những cái nơi mà người ta đang khổ sở vất vả không có tiền chữa bệnh á, thay vì mình đi mình ngồi cái nằm hạng sang thì mình chịu khó mình ngồi một chút, mình giúp được nhiều người hơn. Đó là cái điều thứ ba ha. Cái thứ tư á là xin thưa các bạn là quần áo, giày dép, giỏ xách, đồ thương hiệu đắt tiền. Chúng ta không hiểu từ lúc nào chúng ta lại cho rằng là những người mặc những cái đồ sang chảnh, đồ hiệu đắt tiền là những người coi như là sang chảnh giàu có và là thước đo. Xin thưa các bạn, bạn tưởng tượng đi nha, như ông Bill Gates đi đó, ổng đeo đồng hồ trên tay chỉ giá có 10 đô nữa các bạn, trong khi ông có khả năng mua được hàng chục triệu chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng. Hàng triệu chiếc đồng hồ thương hiệu nổi tiếng ha, thậm chí là quần áo thì ông mặc một cái quần jean rất bình thường thôi, bình dân, trong khi á ông sẵn sàng để mua được bao nhiêu cái tủ quần áo thứ hàng hiệu hoặc bóp hiệu, nhưng mà không đó. Cho nên thay vì mua sắm với những người giàu thật sự, họ sẽ khám phá những thú vui khác mà cuộc sống mang lại, chứ không phải để mà sở hữu những chiếc túi hay chiếc giỏ hay quần áo đắt tiền các bạn ạ. Bạn thấy có người giàu nào á mà họ nghiện ngập về vấn đề cờ bạc hay là rượu thuốc lá không? Rất là hiếm nha các bạn nha, bạn cứ ý kỹ đi. Nếu ai mà dính vô những thứ đó đó là coi chừng á, là trước sau gì thì cũng mệt đó. Nó sẽ tàn phá sức khỏe rất là khủng khiếp, nhất là rượu, quần áo và cờ bạc. Nó sẽ làm cho chúng ta mụ mị đi. Cho nên những người giàu thường hay nói không điều đó, còn những người nghèo bình thường lại cứ cho rằng ta uống rượu, ta hút thuốc hay là ta cờ bạc mới là xịn sò. Có đó coi chừng sai nha quý vị nha. Cái thứ tiếp theo nữa đó muốn chia sẻ với các bạn đó, đó là cái này nó hơi xa xỉ một chút, khó nói. Tôi không hiểu sao nhiều người bây giờ là họ chạy đua theo thứ là cho phải cho con đi du học, đi đến những cái nền giáo dục thật đắt tiền, hay là học những cái trường mà phải đó là trường cao cấp, trường quốc tế thì mới gọi là xịn sò, mới gọi là hơn người khác. Xin thưa các bạn một điều á, bạn có biết là các triệu phú họ biết rằng nền giáo dục miễn phí không khác nhiều so với nền giáo dục đắt tiền không? Tất cả đều chỉ là gì các bạn? Họ dựng lên thôi.
Thành công trong cuộc sống là nhờ vào tính kỷ luật, lòng quyết tâm và sự kiên trì và cái năng lực bản thân. Và biết đó, ngày nay các công ty lớn sẵn sàng tuyển dụng những người trẻ tuổi vào những việc nếu họ có đủ kiến thức chứ không phải là bằng cấp đâu. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng thật sự mới trở thành quan trọng chứ không phải là một cái tấm bằng tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp ở trường nào. Và tôi không hiểu sao có nhiều người tin rằng là phải trả thật nhiều tiền để mà mình đi học ở những nơi phải nói là danh giá hay nền giáo dục đắt tiền, lấy những cái tấm bằng tốt nghiệp từ những trường đó mà phải trả cái giá rất là đắt để họ có thể gánh một cái nợ khổng lồ sau khi tốt nghiệp. Đó, làm việc coi như khổ sở 10 năm thậm chí hơn nữa để trả nợ ngân hàng. Có thể điều này mình đang lãng phí những năm quý giá của cuộc đời để mà trả vào những cái nợ đó. Tôi thấy rất nhiều người khổ vì cái chuyện đó đó nha các bạn nha. Rồi bên cạnh đó nữa thì tôi thấy nữa đó là cái chuyện là gì các bạn biết sao? Hiện nay á là nhiều đấng cha mẹ hoặc là kể cả chúng ta đó bỏ tiền ra mua những thứ đồ chơi quá xa xỉ đắt tiền cho con cái, hay là mua những cái thứ điện tử, đồ công nghệ. Không biết từ lúc nào mà mấy đứa trẻ bây giờ là được quăng cho một cái điện thoại smartphone hoặc cái iPad là coi như là cha mẹ được giải phóng để cho nó tự thông dong trong cái thế giới đó. Đó là sai lầm đó nha các bạn. Và bây giờ hiện nay chúng ta nghĩ nó đi, rất nhiều những đứa trẻ nhất là ở ngoài tốn tiền rất nhiều vô những cái trò chơi như là Lego hay là những cái thứ mà nó thiết kế rất là tinh vi và tốn rất nhiều tiền, những cái món có thể lên vài chục thậm chí cái trăm đô cho món đồ chơi. Và người lớn cũng vậy các bạn, nghiện game nghiện rồi là chết, cái thứ đó là tiêu đó nha, tốn tiền rất là nhiều. Và đây là cái món này nói ra coi chừng là sẽ bị chửi nè. Tôi thấy ở nước ngoài đây là một cái nghề mà người Việt mình đó là kiếm cũng bộn tiền nhưng mà nó cũng lấy rất nhiều tiền của những người khác, đó là cái thói quen đi làm móng tay móng chân các bạn. Và Việt Nam bây giờ bắt đầu có nhiều phải trường hợp đó là làm nail đó. Thì một người á bình dân á hoặc những người nghèo bạn thấy á, là họ thường xuyên cứ 4 tuần hoặc 2 tuần họ đi làm móng tay móng chân sơn một lần sặc sỡ, trong khi bạn thấy những người tầng lớp trung lưu hoặc là giàu có thì họ lại không thích điều đó, họ muốn sống và sử dụng những cái rất là tự nhiên natural thôi. Trong khi những người mà bình dân á là khoái những cái bộ móng tay lẹ lẹt, những cái tông màu coi như là design sặc sỡ mà tốn tiền lắm đó các bạn. Đấy, đính đá tùm lum hết trơn á. Tôi biết điều này tại tôi đã từng làm trong cái lĩnh vực này nên tôi biết. Và còn rất nhiều thứ nữa thì hôm nay thôi mình chỉ chia sẻ cho các bạn những thứ mà khiến cho những người nghèo càng nghèo thêm. Những người giàu thì họ không bao giờ bỏ tiền ra để mua những thứ này hoặc sở hữu thứ này đâu các bạn. Ý kiến các bạn thế nào để lại cho mình những dòng nhận xét nha. Và càng ở Mỹ nếu mà các bạn càng dính vào những thứ này các bạn chỉ càng nghèo đi thôi đó. Rồi, cảm ơn các bạn.